Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện ma bắp đọc với câu chuyện Ngải Hài Nhi của tác giả Trường Lê. Ở tập trước chúng ta biết được số phận bi thảm của Vân. Mẹ của Vân cũng qua đời và sau đó Vân đã sử dụng ngải của chính ông Toàn để cho ông ta bị ngải quật ngược lại và chết. Nhưng mà chỉ thấy được kết cục của ổng là ổng nhảy xuống dưới cái con sông thôi chứ chưa có thấy được là ổng đã chết như thế nào. Giống như là Bắp đã nói là nó chưa có thỏa mãn cho lắm. Hy vọng là trong tập ngày hôm nay tác giả sẽ cho chúng ta thấy được cái kết của một kẻ tàn độc chết một cách đau đớn như thế nào. Trời ơi, mới đầu vô mà sao mà Bắp thâm độc quá các bạn. Thôi bây giờ thì Bắp không nói nhiều nữa, tại càng nói càng thấy mình tàn độc với các bạn. Bắp sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Chấp chính. Cái chết. Giải thoát. Trời tờ mờ sáng, Vân cũng không lấy gì là bất ngờ sau khi nghe tin báo của công an. Nhưng vì hiện tại Vân là người thân gần gũi nhất với lão, cho nên việc đến xác nhận thi thể là điều cần thiết. Vân mặc nguyên cả bộ quần áo đen đến đồn công an. Vân bước vào trong. Lúc này có ba anh công an đang trực. Nhìn Vân đi vào với vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng, mấy anh công an hơi ngờ ngợ, không dám nhận. Họ ấp úng hỏi. Chị là... Vân trả lời, không một chút do dự. Dạ, em là Vân, con của Dượng Toàn. Nãy có người gọi điện thông báo đã tìm vớt được xác của Dượng, yêu cầu em đến nhận dạng thi thể. Anh công an đang ngồi ở bàn đứng dậy nói. Đúng rồi, ban nãy là tôi gọi điện cho chị. Giờ mời chị đi cùng chúng tôi đến địa điểm người dân phát hiện ra cái xác. Sáng nay có một vụ tự tử trên cầu, cái xác được phát hiện cũng ngay gần đó. Theo điều tra từ giấy tờ, bằng lái trong xe thì chúng tôi biết hiện tại chủ nhân chiếc xe đang ở tại nhà chị. Chính vì thế chúng tôi cần xác nhận xem đó có phải là ông Nguyễn Văn Toàn, chủ nhân chiếc BMW X6 màu mượn đỏ hay không. Chị có nhớ lúc ra khỏi nhà ông ấy mặc quần áo như nào không ạ? Vân gật đầu. Cô không biết rằng những cảm xúc của cô lúc này đang bị ba anh công an chú ý một cách đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi, khi họ thông báo là người thân của Vân được tìm thấy xác, nhưng Vân không hề hỏi lại một câu nào. Cứ như Vân đã biết trước cái chết của lão Toàn. Tiếp đó, nếu là một người bình thường đi đến đồn công an, dù chưa biết thực hư có phải người nhà mình hay không, nhưng đều có tâm lý hốt hoảng, gấp gáp, lo lắng. Đằng này, thái độ lạnh lùng đến vô cảm của Vân khiến những người xung quanh cảm thấy có gì đó không ổn. Lên xe ô tô, khoảng 15 phút sau, Vân cùng mấy anh công an có mặt ở hiện trường phát hiện ra xác lão Toàn. Lúc này đã là 5 giờ 20 phút sáng. Dân chài đánh lưới quanh khu vực ven sông cũng đã dậy từ lâu. Họ tạo thành đám đông vây quanh cái xác. Phải khá vất vả, và nhờ đi cùng công an nên Vân mới len được vào trong khu vực cái xác đang nằm. Đến nơi, anh công an dẫn Vân đến gặp một người, có lẽ là sếp của anh ta. Báo cáo thủ trưởng, tôi đã đưa người nhà nạn nhân đến nhận xác. Ông sếp nhìn trung tuổi đi đến chỗ Vân rồi nói. Cô hãy thật bình tĩnh, vì cái xác hiện tại không còn được nguyên vẹn, mặc dù chỉ mới một ngày. Nếu cô không muốn nhìn thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp khác. Thực sự nếu nhìn nó, tôi e cô sẽ bị ám ảnh. Nói đến chết trôi, bản thân tôi cũng đã từng được nhìn thấy một lần. Đó là năm tôi học lớp 9, đi chơi với lũ bạn ở gần sông. Hôm ấy, đứa con gái nhỏ của một gia đình ven sông không biết đi đứng thế nào mà rơi xuống nước. Phải mất đến 5 tiếng đồng hồ mò mẫm mới lôi được bé ấy lên. Mọi người bàn tán, nó bị ma bắt. Vì khi mò được xác, đầu của bé gái cắm sâu xuống bùn, chân duỗi thẳng lên trên. Ngày đó còn nhỏ nên tò mò, họ đưa cô bé lên bờ sông rồi rửa lại cơ thể. Lúc ấy, tôi cũng đứng rất gần. Nhìn khuôn mặt trắng bạch cũng không phải, nhưng nó có đôi chỗ bầm tím. Nhất là khi người ta móc từ trong mồm cô bé ra những thứ bùn đất mới thực sự đáng sợ. Chân tay cô bé cứng đơ, mồm há hốc, mắt bị bùn đen trát kín. Sau lần đó, tôi không bao giờ muốn nhìn người chết trôi thêm một lần nào nữa. Nghe Vân kể đến đây, tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ. Những tưởng, sau khi ông sếp nói như vậy, Vân sẽ không đến nhìn. Nhưng Vân nói một cách thản nhiên. Không sao đâu ạ. Cháu cũng muốn xác nhận,
đây có phải là Dượng Toàn hay không? Công an lẫn người dân đứng đó khá bất ngờ khi một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt, nhút nhát, nhưng lại tỏ thái độ lạnh lùng đến như vậy. Vân tiến lại gần xác chết. Ngay khi chạm mắt nhìn cái xác, Vân đã phải che miệng vì suýt nôn. Hai tay bịt miệng, Vân nhìn kỹ cái xác. Quả thật, nó không còn là một cái xác nguyên vẹn. Hai mắt của cái xác trống không, chẳng còn con ngươi lẫn tròng mắt. Chỉ còn lại hai cái hốc mắt đen xì. Một nửa bên mặt lão Toàn bị rỉa mất, lộ cả xương gò má. Phần miệng thì nát bét, bên trong miệng vẫn còn nước. Nếu nhìn mặt thì không bao giờ Vân có thể nhận ra đây là lão Toàn. Quá kinh dị cho một khuôn mặt bị chết đuối. Nhưng đúng chính xác 100% đây là lão Toàn. Bộ quần áo lão đang mặc dù có rách rưới nhưng không sai vào đâu được. Trên túi áo sơ mi còn có chiếc kẹp cà vạt mà mẹ Vân mua cho lão. Cũng chẳng phải nghĩ đâu xa, hình ảnh Vân được nhìn trong gương trước khi lão nhảy xuống sông chính là bộ quần áo này. Vân vẫn lấy tay che miệng, nhưng bây giờ không phải để tránh bị nôn nữa. Đằng sau hai bàn tay ấy, Vân đang cười. Vân cười vì lão đã chết không toàn thây. Lão chết mà đôi mắt còn bị rỉa mất. Một cái chết đầy đau đớn và kinh tởm. Cô không sao chứ? Giọng ông sếp vang lên, Vân hơi giật mình. Cô nói: Dạ đúng rồi ạ. Đây đúng là bộ quần áo mà Dượng đã mặc khi ra khỏi nhà sáng nay. Sáng sớm cháu phải dậy mở cổng cho Dượng đánh xe ra mà. Thấy Vân rung lẩy bẩy, mọi người tưởng Vân bị sốc. Họ vội đỡ Vân. Trước mắt như vậy đã, cảm ơn cô. Giờ chúng tôi sẽ đưa cái xác về để tiến hành điều tra. Vân hốt hoảng. Sao còn phải điều tra gì ạ? Ông sếp nói: Tuy đã biết nạn nhân là ai, nhưng chúng tôi vẫn phải điều tra xem có đúng là tự tử hay không. Vì mọi người trên cầu khi ấy có nói, khi ông ta đang đi, đột nhiên dừng lại giữa đường, trèo lên thành cầu nhưng không nhảy ngay. Mọi người khi đó gọi, ông ấy không trả lời. Có người nói ông ấy như người mất hồn. Đúng lúc chuẩn bị có người chạy lại thì ông ấy gieo mình rơi xuống. Cô yên tâm, cũng chỉ là giám định một vài thủ tục pháp y thôi. Xong xuôi chúng tôi sẽ trả xác về cho gia đình mai táng. Nói xong, ông sếp ra hiệu cho cấp dưới đưa Vân về. Vân vừa quay chân bước đi thì như có gì đó níu Vân lại. Giật mình, Vân nhìn về phía trước. Quay đầu lại thì ra Vân vừa vấp phải một cành cây. Bỗng nhiên cái xác động đậy, phần bụng cái xác rung lên. Có thứ gì đó đang cố xé nát lớp da ở bụng lão Toàn chui ra. Có con gì vừa trườn ra từ bụng lão Toàn. Nó đen xì, bóng loáng. Những người xung quanh chạy tán loạn. Mấy anh công an cũng lùi lại. Họ lấy đèn pin soi vào xác lão Toàn. Vân run rẩy. Vân muốn chạy nhưng chân không còn sức lực. Chẳng lẽ lão Toàn chưa chết, hay lão biến thành ma để giết Vân trả thù? Cái thứ đen xì kia đang quẩy trong vũng nước cạnh xác lão Toàn. Ánh đèn chiếu vào, thì ra đó là một con cá trê to như bắp đùi. Làm cách nào mà một con cá trê to như thế lại có thể chui vào bụng lão Toàn? Cảnh tượng hải hùng khiến ai ở đó cũng không dám nhìn. Con cá trê vừa phá ổ bụng nạn nhân chui ra ngoài. Bên trong nội tạng đã bị ăn sạch sẽ. Nhìn con cá to đùng đang quẩy đuôi, Vân thoáng thấy hình ảnh của thai nhi bị mẹ bỏ rơi trong rừng. Cô chỉ kịp hét lên. Vân ngất xỉu vì hoảng sợ. Khi tỉnh dậy, Vân thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là bà dì bên đằng mẹ cùng một số họ hàng nhà lão Toàn. Từ ngày mẹ mất, họ hàng cả nội lẫn ngoại đều muốn đón Vân về ở. Nhưng làm sao mà Vân đi được? Vân không thể đồng ý. Thêm một phần, lão Toàn trong mắt mọi người luôn biết cách đối nhân xử thế. Ai cũng nghĩ Vân ở với lão sẽ ổn. Họ đâu biết Vân đang sống trong căn nhà mang tên địa ngục. Bà dì nắm lấy tay Vân, khóc. Sao số cháu tôi khổ thế này? Con phải cố gắng nhé. Vân nhìn dì lại nhớ đến mẹ. Vân cũng khóc. Tuy nhiên họ hàng nhà lão Toàn lại xì xèo bàn tán. Nhìn nó như bị quỷ ám ấy.
Nãy đến nay tôi còn nghe công an họ nói, nó nhìn thấy bố dưỡng chết mà không rơi một giọt nước mắt. Người thì nói, cả nhà nó chết hết, chỉ còn lại mình nó. Nó đến nhà ai ở, chắc nhà đó lại mang họa. Khát máu, tanh lòng, Vân còn nhớ những người đang miệt thị Vân. Ngày trước họ quý Vân lắm. Cũng phải thôi, ngày đó nhà Vân giàu nhất họ, giúp đỡ hết người này người kia lúc họ khó khăn. Không lễ Tết nào nhà Vân không có quà, tiền bạc cho họ. Bây giờ Vân còn gì đâu, bố mẹ đều đã mất. Vân im lặng không nói gì. Bà dì quay lại nói với lũ người kia, mấy người bớt nói nhảm đi được không? Cháu nó thì đang chịu cú sốc về tinh thần, không nói không ai bảo cơm đâu. Lũ người vô ơn, bội bạc kia lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại hai dì cháu. Bà dì nói tiếp, sau này con chuyển về nhà dì ở nha. Nhà dì cũng rộng mà chỉ có hai vợ chồng với thằng cu Tít. Nó cũng quý con lắm đấy. Lâu không thấy con đến chơi, nó cứ hỏi chị Vân mãi. Vân ngẩng khuôn mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn dì, nói, những người kia nói đúng đó dì. Con mà về nhà dì lại xảy ra chuyện. Chị cứ kệ con đi, con tự lo được. Bà dì không đồng ý. Không thể được, dì với mẹ con là hai chị em ruột. Giờ mẹ con mất rồi, con không ở với dì thì ở với ai? Xảy mẹ thì bú dì. Hai vợ chồng dì cũng quyết định rồi, con ở một mình dì không yên tâm. Vân quay mặt đi không nói gì. Cái xác của lão Toàn ở bờ sông ban sáng làm Vân thấy ám ảnh thực sự. Vân nhớ lại yêu cầu mà cô nói với quỷ Hà Nhi, hãy làm cho lão chết thật đau đớn. Nếu rơi xuống sông mà chưa chết, bên cạnh đó bị rỉa từng mẩu thịt đến nát cơ thể thì còn gì đau đớn hơn? Một cái chết không toàn thây. Càng nghĩ Vân càng sợ. Bỗng nhiên Vân giật mình. Có tiếng trẻ con đâu đây? Mẹ ơi, cho con ăn. Vân choàng dậy, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Vội vàng Vân đi ra khỏi phòng. Bà dì thấy thế chạy theo hỏi, con đi đâu bây giờ? Ở lại xem sức khỏe thế nào đã. Vân chỉ kịp trả lời, con có việc phải về nhà gấp, dì thanh toán viện phí giùm con ạ. Chào dì. Bà dì nói với theo, mấy hôm nữa dì sẽ đến đón con. Vân vội vã bước ra khỏi bệnh viện, gọi taxi đi về nhà. Vậy là nó đã giúp Vân thực hiện mong muốn theo như Vân yêu cầu. Không, Vân cảm thấy cái chết của lão Toàn còn đáng sợ hơn nhiều. Ngồi trong xe, Vân cười như người điên. Điệu cười của cô khiến anh tài xế phải lạnh gáy. Mình có thể đi được rồi. Anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Một cô gái xinh xắn, nhưng hình như có vấn đề về tâm lý. Với mái tóc đen dài buông thõng, che kín mặt, bộ quần áo màu đen, nhìn Vân lúc này ai cũng phải giật mình, nhất là điệu cười ma quái kia nữa. Vân bắt anh tài xế dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi và bánh kẹo. Vân mua nào là xe hơi, đồ chơi, búp bê, siêu nhân, rồi nào là bánh kẹo đủ loại. Anh tài xế lấy làm lạ liền hỏi, cô mua nhiều thứ thế cho em trai à? Anh hỏi vậy vì thấy Vân còn rất trẻ. Vân vẫn cúi gằm mặt, đôi mắt bị che bởi mái tóc đen nhánh. Vân trả lời, em mua cho con em, anh ạ. Sau câu nói đó, anh tài xế thấy lạnh sống lưng. Đoạn đường còn lại, anh không dám hỏi thêm một lời nào nữa. Xe dừng trước cửa nhà Vân. Vân đưa cho anh tài xế 200k, không lấy lại tiền thừa. Vân mở cửa xuống xe. Từ trên xe,
anh tài xế bất giác nhìn thấy cả căn nhà có một điều gì đó không ổn. Rõ ràng trời không có gió, nhưng cây cối trong vườn căn nhà đó lay động bất thường. Tất nhiên những nhà bên cạnh thì không. Anh cố nán lại nhìn Vân bước vào trong. Càng nhìn càng thấy căn nhà âm u, lạnh lẽo. Nó giống cái cảm giác khi con người ta bước vào nghĩa địa lúc trời nhá nhem tối. Đây. Bản năng sinh tồn trong con người mách bảo anh rằng nếu anh không đi khỏi đây, anh sẽ gặp nguy hiểm. Xe chạy mất, Vân vào nhà dần dần khép cửa lại. Từ khe cửa hẹp có thể nhìn rõ khuôn mặt Vân đang từ từ biến mất. Nhưng cô đang nhoẻn miệng cười. Cánh cửa đóng kín, ngôi nhà trở nên tĩnh mịch, u ám. Dù bây giờ mới chỉ là 12 giờ trưa. Chap 10. Những cơn ác mộng. Sau hôm đó, xác lão Toàn được đưa về cho gia đình, người thân lão mai táng. Lúc đưa đến khu hỏa thiêu, Vân tất nhiên cũng đi cùng. Đứng nhìn chiếc quan tài được cho vào lò thiêu lần cuối, người thân của lão Toàn khóc lên khóc xuống. Kẻ gục đầu, người ngã vật ra đất. Họ không thể hiểu vì sao một người khỏe mạnh, công việc thuận lợi, giàu có như lão Toàn lại chọn cách gieo mình xuống sông tự tử. Lão chết một cách quá nhanh, chết mà không kịp để lại một lời nào. Kết quả giám định phía công an cũng cho biết lão Toàn chết là do tự tử, không phát hiện được bất cứ dấu hiệu gì của sự giết người. Và họ cũng nói tuy lão Toàn làm ăn phi pháp nhưng không hề nợ nần hay có vấn đề gì khủng hoảng trong công việc. Vậy nên, ngoài việc phỏng đoán do lão quá đau buồn về việc vợ mới chết thì chẳng ai nghĩ được gì. Nhưng có người nhà lão nói: dạo gần đây tôi gặp anh ấy vẫn vui vẻ lắm mà. Anh ấy cũng phần nào nguôi ngoai chuyện buồn rồi, sao lại tự tử được? Khi tất cả mọi lý do đều không hợp lý thì họ sẽ chuyển mũi dùi sang phía Vân. Cũng phải thôi. Khi họ đang khóc đến khản cả cổ thì đằng kia Vân đứng đó không rơi một giọt lệ. Họ đổ tại những cái chết xảy ra trong nhà Vân đều là do Vân mang tới. Đến khi hỏa táng xong, người ta gọi Vân vào gấp lấy 3 miếng xương đầu tiên vào hũ. Lật miếng vải đậy khay đựng tro cốt lên. Vân nhìn trong đám tro tàn đó có mấy mảnh xương vụn. Vân gấp mảnh nào thì mảnh đó chuyển màu đen xì. Hơi giật mình, Vân vội vàng gấp 3 mảnh cho vào hũ, rồi bước vội ra ngoài. Vân vừa quay đi, thì bỗng có cảm giác ai đó đang kéo tay áo Vân lại. Không dám quay lại đằng sau, Vân chạy vội ra ngoài, ngồi thở dốc. Tuy không dám quay lại nhìn, nhưng bàn tay nắm lấy tay áo Vân khi nãy chắc chắn là của lão Toàn. Hoàn tất việc hỏa táng, một sư thầy cầm hũ cốt tiến về phía gia đình lão Toàn, nói: A-di-đà-phật, Bần Tăng có điều này muốn nói với gia đình. Cũng từng hỏa táng cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên Bần Tăng cảm giác có điều gì đó bất ổn khi hỏa táng xác của vị thí chủ này. Vì vậy Bần Tăng mạn phép xin gia đình mang hũ trò này về thờ sau 3 ngày. Sau đó Bần Tăng sẽ đến làm lễ, hoặc có thể chôn, hoặc có thể đem rải tro ngoài biển, nhưng nhất quyết đừng để thờ trong nhà. Nghe đến đây, không ai trong số họ hàng lão Toàn muốn nhận hũ cốt. Họ đưa đẩy, nhường nhau. Cuối cùng hũ cốt được truyền đến tay Vân. Một người phụ nữ nói: Vân, mày đem về nhà đi. Dù gì lúc còn sống, anh Toàn ở nhà mày lâu nhất. Với lại lúc sống, anh Toàn chăm lo cho mẹ con mày thế còn gì. Vân im lặng không nói gì. Cầm hũ cốt trong tay, Vân đưa đôi mắt vô hồn nhìn hết một lượt đám người nhà lão Toàn, rồi nở một nụ cười bí hiểm. Vân quay bước đi được một đoạn thì nhà sư ban nãy chạy theo, nói: A-di-đà-phật, nữ thí chủ hãy để lại danh tính, địa chỉ.
ba ngày sau Bần Tăng sẽ đến giúp cô. Hữu cốt này nhất định không được để thờ trong nhà. Âm khí của... Nhà sư chưa nói hết câu thì Vân quay lại nhìn ông bằng một ánh mắt không có thần sắc. Cô nhoẻn miệng cười buồn bã. Cảm ơn thầy, nhưng thầy đừng đến thì hơn. Nhìn mặt Vân, nhà sư hơi nhíu đôi lông mày. Nhà sư lùi lại một bước, hình như ông vừa thấy ở Vân có một điều gì đó khiến ông giật mình. Thứ đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần hũ tro cốt mà ông mới dặn dò Vân. Ông chắc chắn Vân đang vướng phải một rắc rối lớn từ một thứ không phải con người. Đi qua đám người nhà lão Toàn khi nãy, nhà sư nán lại chào hỏi một vài câu, rồi không hiểu họ nói với nhà sư điều gì mà ông chép miệng, lắc đầu. Sau đó bước vội vào bên trong. Về phần Vân, về đến nhà, cô đặt hũ tro cốt trong phòng khách rồi đi lên tầng 2, mở cửa bước vào căn phòng nhỏ. Vân cho ngải ăn như thường lệ. Nhưng từ khi lão Toàn chết, Vân cũng đã báo được thù. Trong lòng Vân giờ cũng chẳng thiết sống nữa. Bây giờ cô chỉ nghĩ mình sẽ chết như thế nào mà thôi. Căn nhà giờ chỉ còn Vân và nó. Chỉ lúc cho ăn thì nó mới hiện ra, nói chuyện rồi cười đùa với Vân một chút. Nó đòi Vân đồ chơi, bánh kẹo. Tất nhiên Vân đều đáp ứng cho nó. Cô cũng đã quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày. Chỉ có điều, từ hôm lão Toàn chết, cô bắt đầu mơ thấy ác mộng. Hôm đầu tiên, cô mơ thấy mình chính là cô gái dân tộc trong rừng, tự tay uống thuốc độc để bỏ cái thai trong bụng. Vân cảm nhận được từng nỗi đau mà cô gái đó phải trải qua. Để rồi cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ là 1 giờ sáng. Lần thứ hai, Vân mơ thấy dì Loan với cái đầu dập nát, chân tay rơi rụng, đang nằm đúng với tư thế rơi từ tầng 3 xuống. Trong mơ, Vân hốt hoảng nhận ra dì Loan đang nằm cạnh mình. Hôm đó là 3 giờ sáng, Vân không dám trèo lên giường ngủ tiếp nữa. Cô thu mình vào trong góc, không dám nhắm mắt lại. Mới nhất là đêm hôm qua, Vân cũng mơ. Trong giấc mơ, Vân đi xuống tầng 1, mở cửa phòng của bà Lanh. Trên chiếc ghế, bà Lanh vẫn ngồi đó. Nhưng bà với tay về phía Vân, gọi. Cô, chủ nhỏ, cứu già. Bà Lanh hướng đôi mắt trắng giả, cái lưỡi đỏ lòm ấy về phía Vân cầu cứu. Nhưng Vân sợ không dám lại gần. Trong mơ, Vân kinh hãi đến ngất đi. Nhưng khi tỉnh lại, Vân thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của bà Lanh. Hoảng hốt, Vân vùng dậy chạy ra ngoài. Lúc đó cũng mới chỉ là 2 giờ sáng. Nhưng kết thúc mỗi cơn ác mộng, Vân đều thấy nó đang ở trước mặt mình. Lần nào nó cũng cười rồi hỏi. Lần nào cũng thế. Giọng cười của nó khiến Vân cảm thấy kinh hoàng. Sau mỗi giấc mơ, Vân không dám ngủ tiếp. Vì cứ hễ nhắm mắt lại, Vân lại tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó. Vân đóng cửa trong nhà đã mấy hôm nay. Căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng u ám. Ngày trước, hàng xóm còn thi thoảng qua gõ cửa hỏi thăm. Nhưng lâu rồi chẳng có ai dám bén mảng đến trước cổng nhà Vân nữa. Đến gần căn nhà, không ai không hoảng sợ trước cái không khí lạnh lẽo đến rợn người phát ra từ đó. Hàng xóm còn rỉ tai nhau. Trong nhà, có ma. Có người trong khu đi đâu đó về muộn vào lúc 12 giờ đêm trở ra, thì thoảng thấy ở tầng 2 sáng đèn. Nhiều khi họ còn nhìn thấy qua cửa sổ có bóng trắng đi qua, đi lại. Rồi hàng xóm xung quanh có lúc nghe thấy những tiếng thét đầy sợ hãi. Không ai khác chính là Vân sau những cơn ác mộng.
Những điều đó càng khiến những người xung quanh xa lánh căn nhà. Quá mệt mỏi, Vân về phòng của mình ngã lưng. Cô buồn ngủ. Không, nói đúng hơn là cô thèm ngủ. Cô ước một giấc ngủ yên bình. Rồi Vân dần thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng sao cơ thể Vân không cử động được. Vân thấy mình đang chìm trong dòng nước. Trước mặt Vân là lão Toàn. Khuôn mặt lão bị mất đi một nửa. Có con gì đang chui vào lỗ tai lão, rồi đục mắt lão chui ra ngoài. Lão đau đớn giãy giụa trong dòng nước. Hàng đàn cá đang thi nhau rủ sống từng miếng thịt của lão. Đáng sợ hơn cả, dù cơ thể đang từ từ bị rã ra, nhưng lão vẫn sống. Bất chợt, lão đưa tay ra, túm lấy tay Vân, mồm ú ớ nhưng không thành tiếng. Con cá trê đen xì Vân thấy hôm đến đón nhận xác đang chui vào mồm lão. Nó xé toạc miệng lão để chui cả cái thân, to như bắp đùi vào bên trong. Xung quanh lão nước sông nhuộm thành một màu đỏ. Lão đau đớn, lão giãy giụa trong sự kinh hoàng. Nhưng bàn tay lão vẫn tóm chặt lấy Vân không buông. Lão đang kéo Vân chìm xuống cùng lão. Vân không thở được. Cô cảm thấy như mình sắp chết. Bất chợt, cô mở to mắt. Cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Cô thở như vừa chết đi sống lại. Tay cô cảm thấy như đang chạm vào một thứ gì đó nằm bên cạnh. Cô từ từ quay đầu sang bên. Nhìn từ từ, Vân thét lên kinh hãi. Lão Toàn đang nằm cạnh cô. Hai cái hốc mắt đen xì không tròng đang quay về phía cô. Cái miệng bị xé nát dài đến mang tai, đang nhe những chiếc răng còn sót lại, cười một cách man rợ. Vân vùng dậy, quay người. Vân định chạy khỏi giường thì lạ thay, chẳng có cái xác nào đang nằm cạnh cô cả. Tất cả chỉ là mơ, giấc mơ đáng sợ nhất của cô trong mấy ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ lúc này mới có 9 giờ tối. Cả ngày chưa ăn gì, Vân thấy đói. Đi xuống tầng 1, bước vào bếp, Vân mở tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng chẳng còn gì. Mấy ngày hôm nay, Vân đâu có ra ngoài. Vân đóng tủ lại, nhưng không được. Có gì đó đang chặn lại ngay cánh tủ. Một bàn tay trắng bạch với những miếng thịt dính chút da như sắp rơi xuống, đang với ra ngoài từ bên trong tủ. Vân thấy rõ, bàn tay đó còn lẫn bùn đất đang rỉ ra một thứ nước đen xì, thối hoắc. Vân hoảng loạn đập mạnh cánh cửa tủ lạnh liên tục, nhưng bàn tay đó vẫn động đậy thò ra ngoài. Bóng đèn trong căn nhà nhấp nháy liên tục. Chỉ có ánh sáng phát ra từ cánh cửa tủ lạnh làm Vân nhìn rõ bàn tay kinh dị kia đang cào vào thành tủ lạnh, tạo nên những âm thanh gai người. Cô hoảng sợ lùi lại về phía bàn ở phòng khách. Đột nhiên Vân giật mình khi tay cô vừa chạm vào vật gì lạnh toát. Một cái lạnh khiến toàn thân Vân đông cứng. Quay đầu nhìn, Vân vừa chạm vào cái hũ đựng tro cốt lão Toàn mà hồi chiều cô đặt ở đây. Nhưng sao nó lạnh thế? Nó khiến cô không còn sức để mà hét lên nữa. Chân tay cô bủng rủng, không còn sức để chạy. Bàn tay phía tủ lạnh biến mất. Nó biến đi đâu? Vân gục xuống khi vừa bất giác nhận thấy cái nắp hũ tro cốt vừa bị đẩy bung. Và kia, bàn tay nhơ nhớp ban nãy trong tủ lạnh đang thò ra từ trong miệng hũ, túm chặt lấy tay cô. Trong căn nhà u tối, ánh điện lập lòe, cô nghe thấy giọng lão Toàn. Vân ơi, giường lạnh lắm, giường đau lắm, Vân ơi. Vân bật khóc vì quá sợ hãi. Lúc này điện sáng trưng lại bình thường. Hũ tro cốt vẫn nguyên si, nắp của nó không hề bị bật. Phía kia là cái tủ lạnh vẫn mở he hé, nhưng không có vết máu, vết cào xé hay thứ nước đen xì bốc mùi khi nãy nữa. Nó hoàn toàn bình thường. Vân sợ nhũn hết người. Cô run rẩy tiến lại gần cái tủ, nhưng không dám đứng gần. Với tay, cô định khép cánh cửa tủ lại, thì tiếng cửa chính như có ai đang gõ.
Vân giật mình không hiểu ai lại đến nhà cô vào giờ này. Đã 11 giờ tối, lâu lắm rồi, đâu có ai đến nhà Vân đâu. Kể cả là buổi sáng chứ đừng nói lúc này đang là tầm đêm hôm. Chap 11. Không lối thoát. Vân ngần ngại, không muốn mở cửa. Vì với những chuyện vừa xảy ra, không ngoài khả năng bên ngoài cánh cửa kia lại là một thứ gì đó vô cùng kinh dị đang chờ Vân. Cô rụt rè tiến lại gần. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Vân ơi, dì Phượng đây, còn có trong nhà không? Thì ra là dì Phượng. Nghe tiếng dì, Vân vội ra mở cửa, nhưng đứng trước cánh cửa Vân lại do dự. Vân nhớ lại lần trước, khi Vân đang ở trong phòng bà Lanh, cũng có giọng mẹ Vân gọi, nhưng đi ra thì không có ai. Sau đó bà Lanh chết. Không dám thở mạnh, Vân nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng chẳng thấy ai ở bên ngoài cả. Trên tay nắm cửa có treo một túi đồ ăn, nào là bánh kẹo, sữa tươi, cả trứng rồi mì tôm, kèm mảnh giấy. Dì đến nhà nhưng gọi điện thì con không nghe máy, gọi cửa không thấy trả lời. Dì có mua cho con ít đồ ăn treo ngoài cửa, con đọc được thì gọi lại cho dì. Vân tự trách bản thân quá đa nghi. Dì Phượng gọi mãi không thấy Vân trả lời nên đã để lại lời nhắn rồi đi về. Phải chi có dì Phượng ở đây thì Vân đỡ sợ đi được bao nhiêu. Bình tâm lại một chút, Vân cầm túi đồ ăn lên tầng 3. Đi vào phòng, Vân bóc hộp bánh, uống một hộp sữa. Ban nãy, Vân đi xuống tầng 1. Điện thoại Vân để trên giường trong phòng. Với lấy cái điện thoại, quả thật dì Phượng đã gọi cho Vân 6 cuộc. Nhưng kỳ lạ, tất cả cuộc gọi đều báo lúc 9 giờ rưỡi tối. Lúc đó Vân đã tỉnh và đang ở dưới tầng 1 với những sự việc kinh hoàng. Sao lúc đó dì Phượng gọi cửa, Vân lại không nghe thấy gì? Đổ mồ hôi hột, Vân lấy điện thoại gọi cho dì Phượng. May quá, dì Phượng chưa ngủ. Thấy Vân gọi, dì Phượng vội bắt máy. Vân đấy à con, sao giờ mới gọi cho dì? Chứ con ngủ hả? Khổ thân con tôi. Vân lắp bắp, giọng hơi run run hỏi dì. Dì ơi, có phải dì vừa ở nhà con về không? Dì Phượng lấy làm ngạc nhiên, nói. Đúng là nãy dì có đến nhà con, nhưng đợi mãi không thấy con đâu, nên dì treo đồ ăn ở cửa chính, sau đó dì về. Tầm đó là 10 giờ tối rồi, dì ở ngoài đợi con phải mất 30 phút đấy. Không thể nào, vừa mới đây thôi, lúc 11 giờ Vân nghe rõ đúng giọng dì Phượng. Sao dì lại có thể về lúc 10 giờ được, lại còn đứng ngoài đợi 30 phút. Khoảng thời gian đó Vân đang ở ngay trong phòng khách. Sự sợ hãi khiến Vân hét lên kinh hãi. Sao dì ở ngoài lại không nghe thấy? Đang nghe điện thoại thì cửa phòng Vân lại có tiếng gõ cửa. Vân làm rơi điện thoại xuống giường. Bên trong là tiếng dì Phượng vẫn đang hỏi Vân. Thấy Vân không trả lời, dì vẫn... Alo, alo, con còn đó không Vân? Vân tắt điện thoại. Giọng nói ngoài cửa phòng Vân vang lên. Vân ơi, mở cửa cho dì. Dì Phượng đây, con ơi. Giọng dì Phượng, nhưng không phải là dì Phượng. Vân kinh hãi hét lên. Cô vò đầu, bứt tai. Vân nhảy khỏi giường, chạy lại góc nhà ngồi co ro thu mình vào đó. Lúc đó nhìn Vân như điên loạn. Vân cảm giác chỉ có góc nhà đó là an toàn với cô. Chỉ cần cô bước ra khỏi đó, sẽ có một điều gì đó khiến cô sợ hãi, sống không bằng chết. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn, rõ hơn. Vân ơi, Dương Toàn đây. Giọng lão Toàn vang lên đằng sau cánh cửa. Vân không chịu nổi nữa, cô thét lên trong tuyệt vọng. Các người, cút hết đi, cút đi.
Cô gào lên như thế trong một khoảng thời gian dài. Không còn sức, Vân lả đi. Cô chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua kính cửa sổ đối diện góc nhà cô đang nằm, soi vào khuôn mặt hốc hác. Đôi mắt đờ đẫn sau một đêm kinh hoàng. Vân mở mắt ra, trời sáng thật rồi. Ánh mặt trời làm căn phòng trở nên ấm áp. Nó xua tan những nỗi sợ vẫn đang ám ảnh Vân. Tiếng chim ngoài vườn đang hót khiến Vân cảm thấy dễ chịu. Không biết mình ngất đi từ lúc nào, nhưng những cảm giác sợ hãi tối hôm qua, Vân vẫn còn nhớ như nó mới vừa xảy ra ngay trước mặt. Điện thoại reo, là dì Phượng gọi. Vân nghe máy. Dì Phượng nói: "Sao đêm qua đang nói chuyện con lại tắt máy đột ngột thế? Bây giờ dì đang đến nhà con đi, lát mở cửa cho dì nhé." Thật sự, Vân không muốn dì Phượng đặt chân vào căn nhà ma quái này. Nhưng trong sâu thẳm, Vân vẫn cần một người có thể chia sẻ, có thể nói chuyện. Vân trả lời: "Dạ Vân, con xuống mở cửa ngay bây giờ đây." Vân thay quần áo rồi đi xuống dưới mở cửa. Đi qua phòng khách, Vân nhìn thấy cái hũ đựng tro cốt của lão Toàn. Vân chợt giật mình nhớ lại tối hôm qua, bàn tay lão thò ra từ hũ cốt tóm chặt lấy tay Vân. Nó vẫn nằm ở vị trí đó, không hề có sự xê dịch hay thay đổi gì. Vân biết cái hũ đó không bình thường. Vân đi qua nó đầy dè chừng. Bên ngoài có người gõ cửa. Giọng dì Phượng: "Vân ơi Vân, mở cửa cho dì." Vân đi lại cửa chính. Bất thình lình, Vân cảm giác có ai đó đang đứng sau, nhìn chằm chằm vào gáy cô. Giật mình, Vân quay lại nhưng tất nhiên là chẳng có ai rồi. Vân nghĩ bụng, chắc do những giấc mơ ám ảnh đêm qua làm Vân chưa hết hoảng loạn. Bây giờ đang là buổi sáng cơ mà. Vân mở toang cánh cửa. Ánh sáng chiếu vào làm Vân nheo mắt lại. Dì Phượng đang đứng bên ngoài tay xách nách mang, nào là thịt, cá, rau, củ, quả, không thiếu thứ gì. Nhìn thấy Vân, dì cười tươi rồi bước vội vào trong nhà. Vừa đặt chân vào trong, dì Phượng cảm thấy rùng mình vì không khí lạnh lẽo của căn nhà. Dì nói: "Sao nhà con lạnh thế hả Vân? Bên ngoài trời nắng ấm áp thế cơ mà. Con phải mở hết cửa nẻo ra cho ánh nắng chiếu vào chứ." Đoạn dì đi xuống bếp mở tủ lạnh. Dì chép miệng: "Nhà không còn gì ăn, sao không gọi cho dì hoặc đi mua về? Tủ lạnh trống không thế này, lát dì sẽ nấu cơm cho con ăn." Thu xếp cho đống đồ ăn vào tủ xong, dì đi ra bàn phòng khách. Thấy cái hũ đựng tro cốt, dì Phượng mới hỏi thì Vân nói: "Hũ đó là hũ tro cốt của ông Toàn gì ạ?" Dì Phượng giật mình hốt hoảng: "Tại sao con lại để ở đây? Phải đem lên phòng thờ thắp hương chứ. Đúng là trẻ con không hiểu chuyện mà." Nói rồi, dì Phượng bê hũ tro định đi lên tầng. Khoảnh khắc đó, Vân nhìn thấy hũ tro đang động đậy. Rõ ràng nó đang lắc lắc trên tay dì Phượng, nhưng dì lại không cảm thấy gì. Vội vàng, Vân giật lấy hũ tro từ tay dì rồi nói: "Thôi, dì cứ nấu cơm đi, để con bê lên cho. Con cũng phải thắp hương cho bố mẹ." Dì Phượng gật đầu đồng ý. Vân bê hũ tro lên tầng, nhưng cô không muốn đặt vào phòng thờ của gia đình. Cô không muốn để tro cốt của kẻ đã hại chết bố mẹ mình lại được thờ cúng ở đó. Đi qua phòng nhỏ tầng 2, Vân nghe rõ giọng trẻ con phát ra từ bên trong căn phòng: "Mẹ phải vứt cái hũ đó đi." Vân sợ hãi, nhưng cô không biết phải để cái hũ cốt ở đâu. Cô đặt cạnh góc tường, cạnh căn phòng nhỏ, rồi chạy xuống dưới tầng 1. Lúc này dì Phượng đang làm thức ăn. Dì đang hầm chân giò, nấu canh cá. Vân muốn phụ, nhưng nhìn sắc mặt của Vân quá mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu do thiếu ngủ. Đầu tóc thì chải vội vàng. Dì Phượng bảo Vân cứ ra ghế sofa ở phòng khách mà nghỉ ngơi. Bao giờ xong dì sẽ gọi Vân. Vân nhìn dì cười rồi khẽ gật đầu. Quả thực cả đêm qua, có lúc cô đã gần như kiệt sức
dựa vào thành ghế sofa. Vân nhìn mông lung lên trên trần nhà. Bỗng nhiên, Vân giật mình khi nhìn thấy cái hũ đựng tro cốt lão Toàn vẫn đang ở trước mặt của mình. Nó vẫn đang được đặt ở bàn phòng khách, mặc dù trước đó chính tay Vân đã bê nó đặt ở góc tường trên tầng 2. Ai đã bê nó xuống đây? Chưa kịp hoàn hồn thì Vân đã phải giật người lại. Cái hũ cốt bị mở nắp từ bao giờ? Bên trong hũ bốc mùi xác thối nồng nặc, lại là thứ nước đen xì, xú uế đó đang chảy từ miệng hũ ra. Trong hũ, một nửa cái đầu lão Toàn đang trồi lên. Nó lăn lông lốc ra bàn, hướng gương mặt nửa người nửa quỷ ghê rợn về phía Vân. Miệng cái sọ vẫn còn mấp máy. Vân, mày phải chết. Vân sợ hãi, cô nhìn sang phía bếp nơi dì Phượng đang đứng nấu ăn cầu cứu. Nhưng dì Phượng không thấy đâu nữa. Lấy hết sức, Vân chạy lại gian bếp. Vân hét lên kinh hãi. Vân thấy dì Phượng đang nằm trong vũng máu dưới sàn nhà bếp. Nhưng đó là một cái xác không có đầu. Máu từ cổ cái xác chảy ra lênh láng khắp nơi. Trên bếp là nồi canh cá dì Phượng đang nấu. Vân che miệng, không thể hét lên thành lời. Cảnh tượng trước mặt Vân vô cùng đáng sợ. Trong nồi canh cá là cái đầu của dì Phượng. Nồi canh đang sôi sùng sục. Cái đầu của dì Phượng với mái tóc dài đang nổi lên nổi xuống trong nồi nước. Mắt dì Phượng vẫn mở và đang nhìn trừng trừng về phía Vân. Vân quay người bỏ chạy thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Lão Toàn với cơ thể thối rữa, đôi bàn tay nhàu nát đang từ từ bóp cổ Vân. Vân không thể kêu lên, cũng không thể thở được. Vân co giật, giãy giụa. Cô sắp chết. Đột nhiên có bàn tay lay lay người Vân. Mở mắt ra, Vân nghe thấy tiếng dì Phượng. Vân, Vân, tỉnh lại. Con mơ thấy gì mà khóc thét lên thế? Con làm gì sợ quá? Vân ngồi bật dậy, cô đổ mồ hôi lạnh. Nhìn dì Phượng đang nắm tay mình, cô thở phào vì tất cả chỉ là mơ. Nhưng có một điều là thật. Dì Phượng nhìn Vân, hỏi. Dì nấu cơm xong rồi, con dậy ăn đi. À, mà sao con bảo bê cái hũ này lên phòng thờ rồi cơ mà? Sao nó vẫn còn ở đây? Vân há hốc mồm, hai tay cô run lẩy bẩy. Rõ ràng cái hũ không thể tự mình quay trở lại đây được. Nó đang được để ở tầng 2 cơ mà. Vân lúng túng không biết giải thích như thế nào. Dì Phượng xoa đầu Vân rồi nói. Thôi cứ để tạm đấy. Rang cơm đi con, nhanh không nguội hết rồi. Vân đứng dậy đi theo dì ra bàn ăn. Cô không quên ngoái lại nhìn cái hũ cốt. Không có chuyện gì xảy ra. Quay lại, Vân không khỏi hốt hoảng khi đang ngồi trên đầu dì Phượng là đứa trẻ con trần truồng với đôi mắt đỏ như máu, cùng nước da trắng bạch. Nó quay ngược đầu về đằng sau, nhìn Vân, cười. Bảo bà ấy ra khỏi nhà. Nếu không thì... Dứt lời, cái đầu nó rơi xuống đất, lăn về phía Vân đang đứng chôn chân. Cái đầu nhìn Vân rồi cười những điệu cười ma quái. Rồi nó biến mất. Phía trước dì Phượng vẫn không nhìn thấy gì. Dì gọi Vân lại ăn cơm. Đứng trước bàn ăn, Vân nhìn bát canh cá lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy. Vân không ăn được. Cô nôn ọe khi nhìn thấy đồ ăn. Nghĩ đến những điều hài nhi nó vừa nói, Vân kéo tay dì Phượng ra ngoài cửa. Dì về đi, con tự lo được. Dì về đi, sau này đừng đến đây nữa. Bất ngờ trước cách xử sự của Vân, dì Phượng không hiểu gì. Vân kéo dì ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Đứng bên ngoài, dì Phượng nói vào trong. Vân, sao con lại làm thế? Có chuyện gì con cứ nói, dì sẽ giúp được con mà. Vân quát lên. Dì về đi, cứ mặc tôi. Vân khóc thành tiếng, nhưng cô vội bịt miệng lại để dì biết cô không khóc.
Đứng một lúc sau, dì Phượng mới buồn bã ra xe đi về. Vân ngồi gục xuống cánh cửa, cô khóc như một đứa trẻ con. Cô không biết cô đã làm gì sai mà cuộc đời cô lại khốn khổ đến như vậy. Giọng hài nhi vang lên. Mẹ ơi, cho con ăn. Như có người điều khiển, Vân lững thững bước lên tầng 2, đi vào căn phòng nhỏ. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Căn nhà lại trở nên u ám, lạnh lẽo như nó vốn có. Vân trở về phòng lúc 1 giờ chiều. Điện thoại reo, là chú Hùng, chồng dì Phượng. Vân bắt máy, chú Hùng nói. Vân ơi, dì gặp tai nạn trên đường từ nhà cháu về, bây giờ đang nằm trong viện. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Rồi đọc xong tập ngày hôm nay thì đúng là có hả dạ với cái chết đau đớn của ông Toàn. Tuy nhiên lại thấy Vân tội hơn. Thấy cái chết của ổng á, là mặc dù là ổng chết đau đớn đúng không, nhưng mà bây giờ ổng chết rồi. Còn Vân thì Vân vẫn sống với rất là nhiều sự dày vò, muốn chết cũng không được. Mà đêm đêm lại bị nằm mơ thấy ác mộng như vậy. Mà không chỉ nằm mơ không đâu, người ta nằm mơ thì người ta đâu có thấy đau đâu đúng không. Nhưng Vân nằm mơ, Vân lại cảm giác được cái nỗi đau mồn một. Đau như là cái cảm giác mà cái người ở trong mơ Vân cảm giác như thế nào là cảm giác được hết. Giống như là chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết đi sống lại, không cho chết hẳn đó các bạn. Y như là đang ở dưới 18 tầng địa ngục vậy đó. Đúng là thấy tội cho Vân thật sự luôn á. Mà bây giờ còn dì Phượng, mà dì Phượng thương Vân tới nấu đồ ăn, mà giờ Vân có không nói cho dì Phượng nghe được, sợ là sẽ liên lụy tới dì. Mà bây giờ lại nhận được tin là dì Phượng bị tai nạn nữa. Phải nói là số phận của Vân quá là lận đận, khi mà hết chuyện này tới chuyện kia, lặp đi lặp lại mà. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy quay trở lại vào ngày mai với truyện ma Bắp Đọc ở trên kênh Bibimbap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.